Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh tin mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin mới. Thưa quý vị, sau trận động đất 4,7 độ Richter xảy ra tại Kon Tum chiều ngày hôm qua, đã có hơn 12 trận động đất tiếp tục xảy ra tại khu vực này. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra vì sao động đất mạnh chưa từng có lại xảy ra tại Kon Tum. Liệu có còn trận động đất nào khác tiếp tục xảy ra sau trận động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum? Người dân lo sợ như thế nào? Các chuyên gia nói gì về 11 trận động đất trong một ngày ở Kon Tum? Kênh tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn ngay sau đây. Chiều ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp ứng phó với tình hình động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong những ngày qua. Từ năm 1903 đến năm 2020, 117 năm đã ghi nhận 33 trận động đất có độ lớn ghi nhận từ 2,5 đến 3,9 độ Richter. Từ tháng 2 năm 2021, động đất xuất hiện và có xu hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2021 ghi nhận 114 trận động đất, gấp 3,5 lần so với 117 năm trước đó. Riêng 8 tháng đầu năm 2022 xảy ra 146 trận động đất, gấp 1,3 lần năm 2021. Từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 4 đã xảy ra liên tiếp 41 trận động đất với độ lớn 2,5 đến 4,5 độ Richter. Đặc biệt, ngày 23 đến ngày hôm nay đã ghi nhận tổng cộng 12 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,7 độ Richter. Trong đó, trận động đất lúc 14 giờ 8 phút ngày hôm qua mạnh đến 4,7 độ Richter, cường độ lớn chưa từng có từ trước đến nay. Đánh giá về tình trạng động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ông Phạm Thế Truyền, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, nguyên nhân có thể đến từ ảnh hưởng của việc xây dựng và tích nước các hồ chứa. Tuy nhiên, đây chỉ là một khía cạnh tác động và cần có nghiên cứu cụ thể hơn. Ông Truyền cho biết thêm, hiện nay, Viện Vật lý Địa cầu đã lắp 3 trạm quan trắc động đất tại huyện Kon Plông. Thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 3 trạm khác. Viện cũng đang nghiên cứu đánh giá nguy cơ để có giải pháp tổng thể. Để chủ động ứng phó với nguy cơ động đất, đại diện Viện Vật lý Địa cầu kiến nghị cần tăng cường lắp đặt các trạm quan trắc đặc biệt, sớm tiến hành phân vùng rủi ro động đất trên phạm vi toàn quốc để có thông tin cảnh báo kịp thời phục vụ công tác phòng chống. Vậy sau trận động đất 4,7 độ Richter tại Kon Tum, người dân đã lo sợ như thế nào? Sáng qua, chia sẻ trên tờ Tuổi Trẻ, người dân trong vùng vẫn chưa hết hoảng sợ sau cơn trở mình của đất. Anh A Lang, người dân thôn Đắk Tăng, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông cho biết, lúc đó tôi đang đứng ở ngoài, tự nhiên mọi thứ rung chuyển khủng khiếp, nó xảy ra nhanh và bất ngờ lắm, hoảng hồn ai cũng phải bỏ chạy. Sau động đất xảy ra, anh A Lang cùng người dân trong thôn đi kiểm tra lại nhà cửa và phát hiện có 4 hộ bị nứt tường nhà. Một buổi chiều mà rung lắc liên tục nên người dân không dám ở trong nhà nữa, A Lang nói. Ông A Hương, trưởng thôn Đắk Tăng cho biết hiện trong thôn có 117 hộ dân sinh sống ở đỉnh đồi cao. Với tình trạng động đất xảy ra liên tục và ngày càng mạnh hơn trong nhiều tháng qua, làm người dân rất lo sợ, nhất là trong mùa mưa dễ bị sạt lở sập nhà. Trận hôm qua làm ai cũng sợ, họ bỏ chạy ra khỏi nhà hết. Lúc đó tôi đang soạn đồ đạc thì nghe rung rung nhà cửa nên tôi bỏ chạy ra khỏi nhà. Giờ trong làng người già với trẻ con nhiều mà động đất vào ban ngày còn bỏ chạy, chứ ban đêm thì biết chạy đi đâu. Không biết do thủy điện hay do đâu mà động đất liên tục ngày càng mạnh thế không biết, ông Hương, trưởng thôn lo lắng. Các nơi khác cũng rung lắc không kém. Theo một cán bộ làm việc tại khu trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, khi động đất xảy ra, có nhiều cán bộ đang làm việc tại tòa nhà 9 tầng của khu hành chính hoảng sợ nên chạy ra ngoài sạch, thấy tòa nhà và người như đang nghiêng rất khủng khiếp, kéo dài khoảng vài giây. Nhiều người bỏ chạy mà không hiểu chuyện gì, một cán bộ nói. Tương tự ở huyện Thu Mơ Đông, Kon Tum, nhiều người cũng hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà vì trận động đất 4,0 độ Richter xảy ra vào chiều qua. Còn tại thành phố Pleiku, Gia Lai, nhiều người dân cảm nhận rõ sự rung lắc của mặt đất, nhất là các tòa nhà cao tầng. Mọi thứ chuyển động dữ dội, cảm nhận như căn nhà đang nghiêng rất khủng khiếp. Đây là lần thứ 2 tại tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ sự rung lắc của mặt đất trong năm nay, ông Trần Ngọc Sang, trú tại thành phố Pleiku nói. Sáng ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Thác cho biết tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cùng Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông đi kiểm tra các đập hồ chứa thủy điện trên địa bàn. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, nhiều người dân sinh sống ở thành phố Kon Tum và các huyện lân cận cho biết cảm nhận rõ sự rung lắc của nhà cửa vào khoảng hơn 14 giờ. Trên các trang mạng xã hội, người dân đã chia sẻ cảm giác sợ hãi khi thấy đồ đạc trong nhà rung lắc mạnh. Theo đó, huyện Kon Plông, Kon Tum tiếp tục là tâm chấn của trận động đất mạnh 4,7 độ Richter xảy ra vào chiều hôm trước đó. Độ lớn của trận động đất này đã vượt kỷ lục của trận động đất xảy ra hồi tháng 4 vừa qua. Tiếp tục, cơ quan chức năng ghi nhận 12 trận động đất liên tiếp ở Kon Plông, Kon Tum. Từ chiều ngày hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận thêm 12 trận động đất liên tiếp, trong đó trận đầu tiên có độ lớn 4,7 độ Richter gây rung lắc mạnh, khiến người dân trong khu vực vô cùng lo lắng. Theo Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều tối và đêm qua tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra thêm 5 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 2,9 độ Richter. Mới nhất là trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ 21 phút sáng ngày hôm nay có độ lớn 2,5 độ Richter. Các trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Như vậy, từ chiều qua đến rạng sáng ngày hôm nay, tại huyện Kon Plông ghi nhận 12 trận động đất liên tiếp, trong đó trận đầu tiên có độ lớn gây rung lắc mạnh khiến người dân lo lắng vô cùng. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận trong nhiều năm qua tại huyện miền núi Kon Plông. Chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện đến các ban bộ ngành tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam về việc ứng phó động đất tại huyện Kon Plông để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả do động đất. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kon Tum và Quảng Nam tổ chức theo dõi sát tình hình, kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại do động đất, nhất là nhà ở của người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu như hồ, đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, cơ sở y tế, giáo dục. Huy động lực lượng và nguồn lực hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại để ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo an toàn công trình theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, đánh giá, làm rõ giải pháp mức độ nguy hiểm động đất tại khu vực và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp thêm về trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra vào 14:08 chiều ngày hôm qua tại khu vực Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Trung tâm đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo thang đo độ Richter, trận động đất mạnh trên 4,7 độ, trận động đất ở huyện Kon Plông xảy ra có thể khiến đồ vật rung lắc mạnh và gây thiệt hại cho người dân. Chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu cho biết độ lớn của trận động đất ở huyện Kon Plông và khu vực lân cận gây chấn động lớn nhất là cấp 5. Theo thang đo cường độ địa chấn diện rộng, thang đo này có 12 cấp độ, do đó các chuyên gia đánh giá cường độ chấn động tại huyện Kon Plông là cấp 5, là chưa đến mức độ nghiêm trọng. Trước đó, chỉ trong 3 tuần, người dân huyện Kon Plông đã phải hứng chịu khoảng 44 trận động đất và dư chấn với độ lớn 2,5 đến 4,5 độ, với độ lớn 4,5. Trận động đất xảy ra được ghi nhận là lớn, chưa từng có tại khu vực trong vòng 120 năm qua. Như vậy, trận động đất 4,7 độ Richter xảy ra chiều hôm qua đã vượt qua kỷ lục được ghi nhận tại trước đó. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh thông tin, bước đầu động đất của khu vực huyện Kon Plông được xác định là động đất kích thích xảy ra do việc tích nước của hồ chứa. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Vật lý Địa cầu nêu rõ, để khẳng định nguyên nhân phát sinh có cơ sở dự báo xu thế hoạt động và cường độ của động đất trong tương lai, cần có những khảo sát quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo, chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận. Theo đơn vị này, các kết quả nghiên cứu trước đây về chế độ kiến tạo và hoạt động địa chất tại khu vực Kon Tum lân cận chưa đủ độ chi tiết để có thể đánh giá về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm của động đất đối với các công trình dân sinh, thủy điện. Đồng thời, khu vực này chưa có những nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích. Vì vậy, chuyên gia kiến nghị cần có nghiên cứu chi tiết để phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó sao cho phù hợp. Ngày hôm qua, Trung tâm Báo tin Động đất và Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào lúc 14:08, có độ lớn là 4,7 độ, sâu tâm chấn tiêu khoảng 8,2 km. Không chỉ ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trận động đất này còn khiến nhiều người dân ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cảm nhận rõ rung lắc khi đang làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Tài khoản Facebook Vũ Quỳnh cho biết vào khoảng 14:20 khi ông đang làm việc trên tầng 8 của một tòa nhà tại thành phố Đà Nẵng đã cảm nhận rõ rung lắc và thấy đồ đạc bị chao đảo, mất thăng bằng. Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết tại địa phương vào khoảng 14:10 một vụ rung lắc mạnh khiến người dân cảm nhận rõ. Ông Vũ nói rằng sau khi nhận thông tin, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho các địa phương tổ chức trấn an người dân cũng như kiểm tra tình hình, đánh giá việc rung lắc mạnh gây thiệt hại gì để báo cáo gấp. Tôi cũng vừa đi kiểm tra lại thủy điện Sông Tranh 2 để chắc chắn là không có sự cố gì xảy ra. Trong khi đó, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cũng chia sẻ bản thân cảm nhận được trận rung lắc do động đất gây ra và đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra tình hình. Ông Dũng cho biết thêm, người dân và các cán bộ đang làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà My sau khi thấy rung lắc đã bỏ chạy ra vì lo sợ. Trước đó một ngày, cũng vào rạng sáng, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã đón liên tiếp 3 trận động đất, nâng tổng số trận động đất ở đây lên đến 200 trận trong vòng hơn một năm qua. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào giữa đêm vào lúc 0:46 theo giờ Hà Nội, ở độ sâu 8,1 km, độ lớn là 3,2 độ Richter. Chỉ 12 phút sau trận động đất tiếp theo xảy ra lúc 0:58 cùng ngày, ở cùng độ sâu 8,1 và độ lớn là 2,8. Trận động đất thứ 3 xảy ra vào lúc 1:15 ở cùng độ sâu 8,1, cường độ là 2,6. Hơn một năm qua, huyện Kon Plông ghi nhận hơn 200 trận động đất, gấp gần 6 lần số trận động đất xảy ra ở đây trong hơn một thế kỷ trước đó. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có độ lớn là vào hôm qua đã gây rung chấn mạnh cho Kon Plông và khu vực lân cận. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần cho biết hiện nay đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Trước đó, các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu bước đầu nhận định động đất ở Kon Plông là động đất kích thích xảy ra do hồ thủy điện tích nước. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu trước đây về chế độ kiến tạo và các hoạt động động đất tại khu vực Kon Tum và lân cận chưa đủ độ chi tiết, đồng thời chưa có những nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích trong khu vực. Vì vậy, cần có thêm nghiên cứu chi tiết để phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó cho phù hợp. Động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện hoặc thủy lợi hoạt động tích nước, tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên. Tại Kon Plông, động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến nay, ngay khi công trình thủy điện Thượng Kon Tum tích nước và vận hành tổ máy số 1 vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Đắk Rinh. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại Sông Tranh 2 kéo dài từ năm 2012 đến nay với hàng trăm trận từng gây xáo trộn đời sống của người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong một thời gian dài. Những trận động đất kích thích này có thể kéo dài vài năm nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như đã từng xảy ra tại Ấn Độ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.